Emily kính chào tái ngộ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 20 tháng 9 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Thẩm phán do Tổng thống Trump bổ nhiệm tìm cách loại bỏ luật súng hạn chế của California không thể phủ nhận ngài tổng thống Trump là tổng thống ủng hộ sự sống nhất trong lịch sử. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, theo tờ Post Millennial đưa tin, thẩm phán Kenneth Lee do tổng thống Trump bổ nhiệm đã dẫn đầu cáo buộc chống lại luật quảng cáo súng ngắn của California Luật cụ thể này là một trong nhiều luật ban đầu được các cơ quan lập pháp của đảng Dân Chủ thông qua cho sự gia tăng các vụ xả súng hàng loạt vào tháng 5 năm 2022. Cơ quan này cho biết thêm, luật cấm tiếp thị bất kỳ sản phẩm nào liên quan đến súng ống theo cách có thể khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với trẻ vị thành niên. Luật này nhằm giúp giải quyết số vụ xả súng ở trường học. Tuy nhiên, ông Lee và các đảng viên Cộng hòa đã chỉ ra rằng, Luật này đi ngược lại với Hiến pháp Hoa Kỳ và hạn chế quyền tự do ngôn luận và không làm được gì để ngăn chặn các vụ xả súng ở trường học. Tờ Post Millennial đã đưa tin những gì ông viết, Mặc dù California có mối quan tâm đáng kể đến việc giảm bạo lực súng đạn và việc trẻ vị thành niên sử dụng súng trái phép, nhưng luật của bang này không nhắm mục tiêu xa hơn một cách trực tiếp và vật chất. Các nhóm bảo vệ quyền sở hữu súng cùng với thẩm phán Lee đã tìm kiếm lệnh từ tòa án cấp dưới để ngăn luật này có hiệu lực. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ yêu cầu này. Reuters đưa tin, George Michael, Chủ tịch Hiệp hội Súng trường và Súng lục California đã nói gì về luật California? Đây là một ví dụ khác về sự vi phạm pháp luật và vì các chính trị gia sẵn sàng chà đạp lên các quyền hiến pháp. Hôm thứ Tư, Tòa phúc thẩm khu vực thứ 9 đã đảo ngược quyết định đó lý do của họ là luật không thúc đẩy trực tiếp và vật chất những lợi ích đáng kể của california trong việc giảm bạo lực súng đạn và việc trẻ vị thành niên sử dụng súng trái pháp luật tờ post malinio đưa tin rằng ông lee đã viết cho đa số giải thích california không thể trói buộc tù chính án thứ nhất bằng cách một mặt cho phép trẻ vị thành niên sở hữu và sử dụng súng mặt khác lại cấm quảng cáo trung thực về việc sử dụng hợp pháp súng ống súng cầm tay Thưa quý vị, ông Lee cũng chỉ ra thực tế là không có bằng chứng nào cho thấy trẻ vị thành niên ở California mua súng trái phép vì một quảng cáo. Tòa án đã đồng ý rằng luật này vi phạm tu chính án thứ nhất và không có bằng chứng nào về việc trẻ em mua súng bất hợp pháp. Đảng Dân chủ viết ra luật này để áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt hơn về súng ống và là một trong nhiều lý do khiến cho Đảng Cộng hòa ủng hộ việc luận tội Biden. Ngài Tổng thống Trump là Tổng thống ủng hộ sự sống nhất trong lịch sử. Quý vị thân mến, vào tháng 6 năm 2022, phán quyết khét tiếng lâu đời của tòa án tối cao đối với vụ kiện Roe kiện Wade và sự tái khẳng định sau đó trong vụ Planned Parenthood kiện Casey đã bị tan vỡ thành từng mảnh khi ba thẩm phán tòa án tối cao mới được bổ nhiệm lực cán cân mãi mãi trong chiến thắng trục thần. Với việc lật ngược vụ Roe vs Wade, sự bảo vệ của liên bang đối với việc phá thai đã bị chấm dứt đáp lại lời cầu nguyện của hàng triệu người bảo thủ, những người có đức tin và những người ủng hộ sự sống, nhiệt thành trên toàn quốc. Sự sụp đổ của vụ Roe vs Wade không khác gì là một phép lạ đối với những người ủng hộ phong trào sự sống, và đó là một chiến thắng cho sự sống mà không bao giờ nên đánh giá thấp. Giờ đây, lập luận về phá thai đã được các quốc gia có chủ quyền chấp nhận, mang lại cho những người ủng hộ sự sống và những người bảo thủ một công cụ đàm phán mạnh mẽ để soạn thảo luật cứu mạng sống. Có một thực tế là tổng thống Donald Trump chịu trách nhiệm bổ nhiệm ba thẩm phán tòa án tối cao bảo thủ khi ông còn đương chức, tạo ra con đường hướng tới việc lật ngược phán quyết Roe vs. Wade. Một thực tế nữa là tổng thống Trump vẫn là tổng thống đương nhiệm đầu tiên và duy nhất từng tham dự cuộc biểu tình tuần hành vì sự sống tại Washington DC. Trong một nhiệm kỳ tổng thống của mình, tổng thống Trump đã dễ dàng làm được nhiều điều cho phong trào ủng hộ sự sống hơn nhiều tổng thống được gọi là bảo thủ khác đã làm trong nhiều thập kỷ qua. Điều này là không thể chối cãi. Bất chấp thành công của ông trong việc thu hẹp khoảng cách giữa những người ủng hộ quyền lựa chọn cánh tả và những người ủng hộ phong trào sự sống, văn hóa hủy bỏ đã đến với tổng thống Trump một lần nữa, nhưng những lập luận chống lại ông đang thất bại. Tổng thống Trump hiểu cách giành chiến thắng trong chủ đề này. Vào cuối tuần qua, Tổng thống Trump đã ngồi lại với chương trình gặp gỡ báo chí của NBC, nơi ông thảo luận về Joe Biden, chính sách và chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông. Trong câu hỏi liên quan đến việc liệu ông có ký lệnh cấm phá thai kéo dài 15 tuần của liên bang hay không, Tổng thống Trump tuyên bố rằng với tư cách là tổng thống một lần nữa, ông sẽ ngồi lại với cả hai bên và đàm phán một thỏa thuận sẽ dẫn đến hòa bình cho vấn đề đó lần đầu tiên trong 52 năm nữa. Ông cũng chỉ ra rằng quyết định ký lệnh cấm phá thai kéo dài 6 tuần của thống đốc DeSantis là một sai lầm khủng khiếp, ám chỉ những phân nhánh chính trị trên quy mô quốc gia những bình luận này đã thu hút sự phẫn nộ của những người bình luận bảo thủ và những người dùng mạng xã hội bất mãn những người nhanh chóng gán cho tổng thống trump là người ủng hộ việc sát hại trẻ sơ sinh trong bụng mẹ tuy nhiên coi tổng thống trump là người ủng hộ việc phá thai không chỉ là thiếu trung thực mà còn hoàn toàn sai sự thật nó cũng cố tình không thừa nhận bối cảnh chính trị trong những bình luận của ông điều mà ông luôn nói rõ rằng tổng thống trump đã đơn phương minh bạch rằng Ông ủng hộ sự sống, ngoại trừ 3 trường hợp ngoại lệ là hiếp dâm, loạn luân và tính mạng của người mẹ, theo Politico. Một số người ủng hộ việc bảo vệ sự sống có thể không đồng ý với quy tắc 3 trường hợp ngoại lệ của ông, nhưng thực tế là ông chưa bao giờ thay đổi lập trường của mình kể từ năm 2016. Tổng thống cũng lên án mạnh mẽ việc phá thai theo yêu cầu và phá thai buộn, mùa hè này ông tái khẳng định cam kết bảo vệ trẻ sơ sinh trong bụng mẹ trong bài phát biểu tại hội nghị con đường đến đa số của liên minh đức tin và tự do ở washington dc ông nói tôi sẽ tiếp tục đấu tranh chống lại những kẻ điên cuồng phá thai muộn trong đảng dân chủ những người tin vào việc phá thai không giới hạn theo yêu cầu và thậm chí hành quyết trẻ sơ sinh sau khi sinh vào cuối tuần qua, Tổng thống đã có những bài phát biểu quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo của CWALAC ở DC, đề cập đến chiến trường chính trị về phá thai ở Hoa Kỳ ngày nay. Ông giải thích, chúng ta có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử về vấn đề này, nhưng nó rất tế nhị và việc giải thích nó một cách chính xác là một điều cực kỳ quan trọng. Bạn phải có khả năng nói và giải thích nó một cách chính xác. Rất nhiều chính trị gia ủng hộ sự sống không biết cách thảo luận về chủ đề này. Ông ấy đúng. Theo cuộc thăm dò của Gallup năm 2023, 51% người Mỹ ngày nay tin rằng việc phá thai chỉ trong một số trường hợp nhất định là hợp pháp, trong khi chỉ có 13% tin rằng việc phá thai phải là bất hợp pháp trong mọi trường hợp. Dù muốn hay không, đất nước vẫn bị chia rẽ sâu sắc về vấn đề phá thai, và nếu phe bảo thủ không đàm phán đúng đắn về vấn đề này, Đảng Cộng hòa sẽ không chỉ mất tòa bạch ốc vào năm 2024, họ sẽ thua mọi cuộc bầu cử sau đó. Và trước một chế độ Biden quá mạnh mẽ và chuyên chế, không thể tưởng tượng được rằng những người bảo thủ lại cho phép đảng Dân Chủ giành chiến thắng trong vấn đề phá thai chỉ vì họ không sẵn lòng đánh giá một cách chiến lược bối cảnh chính trị hiện đại. Một trận chiến tại một thời điểm chiến thắng cuộc chiến, những người ủng hộ sự sống theo đường lối cứng rắn kiên quyết thúc đẩy việc chấm dứt hoàn toàn việc phá thai ở tất cả 50 tiểu bang. Đối với những người coi trọng sự sống trong bụng mẹ, đây là mục tiêu hợp lý để hướng tới ngược lại, những người ủng hộ quyền lựa chọn lại muốn thấy sự bảo vệ liên bang trên toàn quốc về phá thai được quay trở lại. Ở một quốc gia mà chỉ có 13% người Mỹ muốn coi việc phá thai là ngoài vòng pháp luật, không có con đường chính trị khả thi nào đến tòa Bạch Ốc vào thời điểm này mà không có sự thỏa hiệp nào đó về vấn đề phá thai. Đây là một thực tế đáng buồn nhưng rõ ràng, dường như chỉ có Trump mới hiểu được điều này. Tài khoản tin tức theo chủ nghĩa dân túy Allison Wizard đã giải thích điều đó như thế này. Trump, POTUS, ủng hộ sự sống mạnh mẽ nhất, đang cố gắng dẫn dắt những người ủng hộ sự sống, tránh khỏi việc chụp lấy thất bại từ hàm chiến thắng. Việc phá thai không còn là vấn đề vào năm 2024 là một cách chơi thông minh. Kể từ đó, các bang đỏ gồm Castle, Kentucky, Montana và Ohio đã đưa lệnh cấm phá thai vào lá phiếu tất cả đều thất bại đây là một nhận xét sắc sảo và nó lặp lại những nhận xét của tổng thống trump trong cuộc phỏng vấn gập gỡ báo chí nơi ông nói rằng ông sẽ mang lại hòa bình cho vấn đề đó lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ và nhìn vào lịch sử của tổng thống trump trong việc môi giới các thỏa thuận hòa bình tuyệt vời trên toàn thế giới trong nhiệm kỳ tổng thống của ông không thể nghi ngờ rằng ông có kỹ năng và kinh nghiệm để đàm phán lệnh cấm phá thai liên bang nhằm cứu sống hàng triệu trẻ sơ sinh Giải pháp thay thế cho việc bầu ra một nhà đàm phán vĩ đại như Trump, người đã chiếm được đa số sự ủng hộ của cử tri theo chủ nghĩa dân túy trong nước một cách thành thạo, là cho phép Đảng dân chủ tác động đến các cử tri độc lập hiện đang ủng hộ Trump và trao chiến thắng cho Joe Biden. Nếu điều này xảy ra, nước Mỹ như chúng ta biết sẽ rơi sâu hơn vào chế độ chuyên chế nước mỹ ngày nay vấn đề phá thai phải được chiến thắng từng trận một chứ không phải từng trận chiến những người bảo thủ sẽ làm tốt việc chú ý đến chiến lược của tổng thống trump ở đây nhằm cứu đất nước khỏi sự xóa sổ hoàn toàn về mặt ý thức hệ và chính trị dưới bàn tay của một bộ máy liên bang ngày càng xâm lấn cuối cùng thêm một lời kết emily và cộng sự rất mong quý ông bà cô chú và anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh btv Epoch kính chúc quý khán thính giả một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an